hành trình tìm kiếm những tài năng âm nhạc vẫn đang tiếp tục. Và đừng ngoảnh mặt nhìn sâu, em mong anh hãy đừng quay trở lại. Hãy cùng chờ xem thí sinh này có chinh phục được 4 vị giám khảo không nhé. Sao cứ đi lang thang ở trên sân khấu ấy? Dạ em xin được chào 4 vị giám khảo và quý vị. Giữa lời chào với lại tướng đi nó khác nhau chứ. Em tên gì em? Em tên là Trương Gia Bình, đến từ Quảng Nam. Em đang làm công việc gì em hả? Dạ trước kia em đi sấy thuốc lá, bây giờ thì em làm công nghệ thông tin ạ. Em thi bài gì cơ? Dạ hôm nay em xin beatbox bài Mây Lang Thang. Mời em, chúc em may mắn. Mây buồn trôi mau. Cloudy vacation. Tiên hồi nào mà anh được thấy một cái tiết mục như vậy, chắc là đây ai cũng phải mất hồn với em. Chưa bao giờ mà Hà nói lời là Hà đồng ý cho bạn vào vòng trong mà dễ như thế này cả. Trời ơi. Quá tuyệt vời. Anh rất là thích thú cái tiết mục này. Nếu như mà bây giờ anh mời em đi song ca, em dám mặc áo dài hát song ca với anh không? Dạ có cởi trần em cũng hát ạ.